mình lén lút nấu mì tôm ăn. À, không phải là mì tôm, mì cay hải sản. Đây, mình nấu gói mì này là mì xin rà mía. Nó rất là cay luôn, mọi người thấy cái vỏ nó màu đỏ luôn không? Chồng mình á, biết mình nấu mì ăn cái này, ở nhà mà nấu mì ăn gì nè, đảm bảo sẽ nhảy lambada luôn á. Bởi vậy mình mới nói là ăn mì trong lén lút á, ăn trong vụng trộm còn hơn là đi ăn cắp ăn trộm làm chuyện phạm pháp nữa. Ăn thôi mà cũng khổ vậy đó, nhưng mà lâu lâu mới ăn một lần chứ cũng không sao đâu ha, tại vì lâu rồi mình cũng không có ăn mì cho nên rất là thèm á. Đây, mình sẽ nấu chung với lại tôm, con gì? Bạch tuộc hả? Không, con mực hả? Con gì đó. Không, chắc là con mực á. Rồi thêm nấm nấm này nè, người thái đi bớt sợt nè, với lại một ít hành. Để tăng thêm phần hấp dẫn thì mình sẽ bỏ thêm một ít bột ớt nữa. Bột ớt này thì không có cay đâu, chỉ là tạo màu thôi. Mình đang bắt nước lên, đợi nó sôi mình sẽ bỏ mì vô. Mì này nấu trong vòng 4 phút 30 giây là ăn được thôi. 4 phút 30 giây nha. Xin rà nha. Để mình sẽ xét ở trong xem nó có gì ha. Nó có một cái bánh mì hình tròn như thế này. Bánh mì hình tròn và hai cái bịch gia vị. Rất hợp lượm ăn luôn. Horeku, bịch mà ngò hành gì đó, bịch hành rồi đó. Còn đây là bịch soup, bịch bột nêm. Mì hàng thì nó chỉ có hai bịch này thôi, chứ nó không có bịch dầu. Giống như mình thì có một bịch hột nêm với bịch dầu đúng không? Trong thời gian chờ đợi nước sôi thì mình sẽ làm cho bớt chán đây. Thì như hôm qua mình có nói là ý định là kể chuyện ma đó, thì trong thì mình thống kê là trong 10 comment thì có khoảng 7 comment là kêu mình kể, còn 30% còn lại là khuyên mình đừng nên kể vì đang có bầu. Còn 70% là em nói là em ủng hộ chị đồ, ủng hộ mình kể chuyện, nói không có gì hết. Thì bữa nay trong lúc lại nỗi ăn mì thì mình cũng nói chung là mình cũng thích kể đó. Chắc là không sao đâu, thiệt. Mình thử kể dài một câu chuyện đi ha, rồi đăng lên. Nếu như được mọi người ủng hộ và không có gì á thì mình sẽ kể tiếp. Còn nếu không thì thôi, mình làm thử vậy mà. Thì chuyện này bữa nay là chuyện của mẹ mình. Đó, mẹ mình ngày xưa là lúc lấy chồng lúc năm 19 tuổi và năm 20 là sinh mình ra. Thì lúc đó là ở chung với ông bà nội ở dưới quê. Nhà ông bà nội thì không có đất đai chân á, cũng rất là khó khăn. Sau khi sinh mình ra thì lúc đó cũng không rõ vì sao là ông nội mình có tới hai vợ lẫn nhà. Một vợ chính thức là ở dưới quê với một vợ bé ở trên Sài Gòn. Thì ba mình đã đi lên Sài Gòn ở chung nhà với ông bà nội vợ bé đó để đi làm kiếm tiền. Mẹ mình thì ở dưới quê, lúc đó mới sinh mình ra. Khoảng vài tháng sau thì mẹ mình cũng ẵm mình lên Sài Gòn luôn. Thì cũng ở chung nhà. Đó, thì ba mình đi làm, còn mẹ mình ở nhà thì mai hay sao đó. Rồi cũng nấu cơm nấu nước trong nhà trong cửa rồi gì đó. Thì mẹ mình kể là nhà của ông nội mình, ông nội lúc đó có nhiều ma lắm. Và nó không phải là nó như muốn thành quỷ luôn rồi đó. Kiểu như mẹ mình nấu nồi cơm á ha, mà bắt lên đó, xong rồi ngày xưa thì đâu có cơm điện đâu. Thì cơm chắc là mình nghĩ chắc là cơm lò xô hay là cơm gì đó thôi. Thì bắt lên đó xong rồi mình phải đẩy nó sôi. Trong thời gian đợi nó sôi thì mình đi gần trước nhà mình làm công chuyện đúng không? Đó, thì mẹ mình đi gần trước nhà xong đi quay trở vô thì nồi cơm biến mất tiêu. Kiếm hoài không thấy. Thì sau một hồi á thì tìm gặp nó trong lu nước. Không biết là người hay là ma đã khiêng cái nồi đó vô trong cái lu nước không biết để nữa. Rồi mẹ mình mới nói là nó tự dọn 5 đôi đũa, 5 chén cơm luôn. Nhà nó có 5 con quỷ. Nó tự dọn 5 đôi đũa, 5 chén cơm, nó để sẵn nó ăn luôn. Nó xú đồ ăn trong nồi, nó xú cơm trong nồi vậy đó. Nó dọn 5 chén cơm, 5 đôi đũa ăn. Đó là mọi người thấy cái mức độ là không phải ma bình thường, là thành quỷ luôn rồi đó. Rồi còn một chuyện nữa là
mình thì lúc đó ở không biết gì hết, tại mình còn trẻ con mà có biết thì cũng không nhớ đâu. Một chuyện nữa là nó đã bắt ông nội mình đi luôn, là trong một lần đó ha, ông nội mình sửa ống nước rồi tự nhiên có một bàn tay lông lá đen xì lì từ ở dưới ống cống sọt lên bóp cổ ông nội mình, rồi á rồi là ông hước lên, rồi ông vô nhà ông nằm, ông kêu ông chỉ để lên bàn thờ, ông kêu giấy gì đó nhưng mà không biết sao đó, rồi ba mình chở đi bệnh viện thì ông đã tắt thở luôn, ông đã qua đời luôn đó. Rồi sau đó thì cũng dọn đi khỏi ngôi nhà luôn, không ở nữa. Ngôi nhà rất là ghê, ngôi nhà có 5 con quỷ. Nghe nói có người có lính Tây gì chết ở trong đó, hay là có người nào đã treo cổ chết thì đó mình không biết nữa, nhưng mà rất là ghê. Này là chuyện của mẹ mình kể lại cho mình nghe, do mẹ mình chứng kiến luôn á nha, không phải là chuyện của ai hết. Đó. Còn một chuyện nữa thì ngày hôm qua mình có nói là ai, những ai mà muốn kể lại những câu chuyện mà mình đã gặp cho mình đó, thì ở cái video này nè, mình sẽ để lên Facebook đó, mọi người nhắn vào đó và qua cái phần Messenger Facebook đó thì gửi cho mình cái câu chuyện đó, thì mình sẽ đọc và mình sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì hôm qua có một bạn rất là nhiệt tình đã gửi cho mình gần mấy chục trang hình ảnh. Bạn ấy câu chuyện này là của một chị cũng lấy chồng như mình, sống ở bên này đó, một chị cũng lấy chồng đó, thì chị này cũng có bảo lãnh mẹ qua đi làm cũng giống như mình luôn. Rồi mẹ và chị ấy gặp ma trong chính ngôi nhà mà chị này mướn cho mẹ mình ở trong thời gian đi làm. Thì chuyện này xảy ra năm 2015. Thì bạn này đã chụp lại những mẫu chuyện của chị này và gửi lại cho mình xem để mình kể cho mọi người nghe. Và nếu như mọi người muốn nghe thì để lại comment ở dưới cái video này đi, rồi mình sẽ thấy nếu như mà mọi người thích nghe đồ á, không có ai phản đối gì thì mình sẽ kể lại cho mọi người nghe. Câu chuyện này rất là dài và rất là kinh dị. Thì mình cũng không biết là câu chuyện này có thật hay không, tại vì bạn này cũng chỉ sưu tầm trong cái nhóm tâm sự mà chị này lên tâm sự thôi. Và nếu như sau khi mình kể xong mà chị vô tình có nghe được câu chuyện này á, thì vào comment xác nhận bị tác giả giùm em nha. Tao nói nấu cái nồi nó lâu sôi quá à. Bây giờ mình sẽ bỏ cái hải sản trước đi, rồi mình bỏ mì vô sau. Bỏ mấy con mực với con tôm vô trước đi. Ăn mì ăn chứ tao cũng bỏ đồ hải sản đồ vô cũng dinh dưỡng lắm chứ bộ à. Ăn mì mà cũng hồi hộp chết luôn à. Ông chồng về mà ông thấy mình đăng video lên là ổng hay vô ổng xem lắm á. Nhưng mà mình đăng video nào ổng không có đăng ký của mình nữa. Đăng lên thấy ông vô ổng coi là mình phải ẵn ổng đi mới được. Ẵn ổng đi trong cái video này. Ông vô ổng thấy gì ổng nhằn nhện cái mặt như cái mâm nữa. Khổ lắm. Bỏ mì vô luôn đi. Tại mì này nó cũng 4-5 phút nó mới chín mà. Ôi dạ, cho mì với tôm nó xong một lượt luôn. Ôi. Mình sẽ đậy cái nắp cho nó mau sôi ha. Nó sôi lên dữ rồi, mình sẽ bỏ gia vị vô. Bỏ gói gia vị vô mới được. Ủa, sao nó sôi. Bỏ cái này vô trước. Bỏ nấm vô. Wow. Chút hết luôn. Đóng lại. Xong bỏ cái gói vào hủ rây cười vô. Mít bột ớt đi cho nó có màu đỏ đẹp. Giờ ăn đến rồi. Lâu lâu ăn cũng đã lắm đó, mọi người ơi. Lâu lâu ăn là cũng giật giật đó, cũng chơi lắm đó.
Đó, để thử coi nó chín chưa nha. Mì bên mình thì chỉ cần chế nước sôi đậy nắp lại 3 phút là ăn được rồi. Mì bên đây thì nấu cho nó sôi sùng sục mới được. Để xem như thế nào. Rồi chín luôn. Đợi thêm chút nữa đi. 30 giây nữa đi. 30 giây nữa là sẽ ăn luôn. Húp thử miếng nước trước cái ha. Mình thích ăn cái gì mà có nước nó ngon lắm. Ngon luôn. Có vị ngọt của hải sản, không có mặn quá. Ôi đã quá. Vừa nóng vừa cay. Chào mừng các bạn đã mình ăn đây nha mọi người ơi. Mọi người ơi mình ăn đây. À, thêm con tôm vô. Ăn cái coi. Trời ơi. Đang ăn nó cọng tóc nó dướng vô thấy bài luôn rồi. Quá xá quá xá luôn. Mọi thông cảm nha. Ăn mì á là phải hút gột 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 nó mới có cái hương vị ngon. Ăn con tôm. Này là kim chi củ cải nè. Kim chi củ cải. Được rồi. Cái này ăn xong còn nước bỏ cơm vô trộn ăn cũng bá cháy luôn á. Đó là cái gì, cái thú của ăn mì đó là phải trộn cơm với nước mì. Má ơi nóng quá. Nóng quá. Nóng hổi. Vừa thổi vừa ngon luôn á. Nóng quá. Con mực nhỏ này nó dai quá à. Nhai 37-21 rồi nuốt luôn chứ. Nó dai quá dai. Dẹp bà nó cái bếp ga qua bên ăn trong cái nồi này cho nó gọn kìa. Mất coi lâu quá. Vậy nè. Đó. Nhưng nhanh tiện lợi à. Này muốn ăn à. Ây chà.
cái thích nước mì quá à, nó ngon. Trời ơi, nãy giờ lo ăn quên nói nữa. Lo cấm đầu, lo cấm đầu ăn không mà quên nói trò chuyện với mọi người nữa. Trời ơi, tập trung vô ăn không. Trời ơi. Nhưng mà mọi người ở bên Việt Nam á thì ăn mà Việt Nam biết nó ngán rồi, cho nên là muốn ăn mì Hàn. Còn mình ở bên này á thì lại thích ăn mì Việt Nam hơn, tại vì ăn mì Hàn hoài nó ngán. Ngộ vậy đó. Bởi vì tôi nói đứng núi này trông núi nọ đó. Mấy nay cứ mua suốt à. Để chờ ấm lên á, mình sẽ đi ra ngoài ruộng hái cái rau ngải cứu á. Ngải cứu nó mọc ở ngoài ruộng á, về nấu canh cá cho mọi người ăn. Ở bên này á, ngải cứu non, nó mới mọc lên chừng bên lớn thôi nha. Mình hái về mình nấu cái canh con tù tá đi á, mà không biết tên tiếng Việt là gì, tiếng Hàn là tù tá đi. Cực ngon luôn, các quán ăn á. Bây giờ đang là vô mùa, bắt đầu vô mùa của cái ngải cứu mọc lên nè. Các quán ăn là người ta cũng nở rộ ra bán cái món đó nữa. Mình sẽ đi hái xong rồi quay ngoại cảnh xong rồi về chỉ cho mọi người cách nấu luôn, rất là ngon. Mà không biết ở bên Việt Nam cái ngải cứu của mình có ngon như bên Hàn không nghe. Nó non gì đó rồi nấu canh thì cái mùi vị nó như thế nào mình không biết. Nhưng mà bên này cái ngải cứu là người ta dùng để làm tất nè, làm bánh gạo đó, rồi nấu canh ăn, rồi để dùng để nấu nước tắm, rất là tốt cho những người mà bị da da mà hay bị nổi mẩn ngứa sần sùi này cái nọ rồi đó. Nói chung là nó là một vị thuốc rất là tốt luôn á. Ngoài ngải cứu ra thì còn có rau cần khô nữa. Rau cần như là như rau cần bên mình thì mọc dưới nước, cộng nó dài ngoằng gì đúng không, thì bên này cũng có loại đó. Và còn một loại đó là nó mọc trên khô, mọc trên ruộng khô. Tại vì á ở Hàn Quốc người ta chỉ làm lúa vào mỗi một mùa hè thôi, đầu xuân và cuối thu, thì các mùa lại lạnh mà đâu làm được đâu. Thì bây giờ bắt đầu vừa chớm xuân cho nên là cây cỏ nó mọc, nó sinh sôi nảy nở đúng không, thì cây rau cần nó cũng mọc luôn. Và nó rất là ngắn, chừng ba dai thôi, nó màu tím và rất là ngon, rất là thơm. Thì nó cũng mọc lẫn lộn trong những đám ngải cứu rồi mấy cái trong miếng ruộng đó, mình đi hái. Mà đặc biệt nha, rất là đắt nha. Ngoài chợ bán một thao ngải cứu ha, bằng cái thao đựng trong cái thao dâu đó, một thao là 5.000, mà có mấy cộng mà về bỏ vô cái nồi nấu một cái còn được có nhúm à. Tại vì nó bị teo lại đó, ra dòng gao mà thì nó bị teo đó. Với lại cái rau cần cũng vậy nữa. Rất là đắt. Có mấy bà lão đó ngồi hái bán chứ.
đợi cho nó ấm lên chút nữa, nhưng nó khô ráo đi, mưa quá trời mưa à, nhớ lạnh nữa. Tuần sau là nhiệt độ khoảng 18, 19, 16, 17 độ luôn á. Bây giờ chỉ có 90 độ thôi. Tuần sau là lên được 18 độ. 18 độ là khá là ấm luôn rồi đó, nóng nực luôn rồi đó. Tuần sau đây, mình sẽ cho mọi người đi ra ruộng hái rau với mình. Ngon quá. Ăn mì vô là đảm bảo mọi người rất là khát nước đúng không? Thường thường thì mình sẽ uống nước Coca-Cola hoặc là nước trà sữa hay là nước đá, nước ngọt gì đó. Nhưng mà mình đang có bầu, không uống được nước ngọt Coca-Cola. Cho nên mình sẽ uống nước gạo nè. Nước gạo, nước gạo huyền thoại của nhà mình. Trời ơi, đang ăn mì nóng cay uống vô nó mát, ngọt ngọt đã, dễ sợ đã luôn. Thì bữa nay mình mới tới đây thôi nha. Video này chắc cũng là dài lắm rồi đó, dài lắm trong những cái video mình đã từng quay lên. Mình quay chỉ giới hạn 15 phút thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Và nếu mọi người thấy thích đó, thì nhớ nhấn like và subscribe. Hoặc là có ý kiến này nọ gì kia đó thì để lại comment giùm mình nha. Tạm biệt mọi người.